khanh cha đưa vị tho tam ăn sẵn khê vô kha li tô đổ xô sẵn khô kha ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý tăng bảo cúi xin tăng bảo sa tội lỗi ai cho con. Sĩ rạch mình mê bụt thất sê thô tà rê bụt tô chê đạc thi nê hoa mạng sê mốc gà la nô phô rà tô vi tà ca tư yàng bạch thi mê ma ma a nan đô kỳ nà sa hoa chá tôn lý sa sa man tà lô ca ba la chín đà đê hoa sa phram ma ca e tê sang hà nô khoa vê nà sa bê phá yà u bạc thá hoa nê ca hân tà rà yà bì bì nà san tu a sê sa tu te athalatha sukhita varunaha buddha sasane aroga sukhita ho thasaha sabbe ijna ti phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú đành thai phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm việc tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên trở màu giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dài đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cu sa la cầm măng ca tập băng chi đi dặn ma ma ca dê na quả cha ma na sa ti đa sê su ca tăng dê sa ta san nhị nô a thì dê cho sa ta a san nhị nô ca tăng bồn nhà pha lăng mày hằng sa bê pha ghi pha quan tu tế dây tăng ca tăng sư quý điện định năng bồn nhà pha lăng mày giả dê ca ta thành a cha anh thì để qua gần tờ như dễ đại dâm sa bê lộ cầm thì dễ sa ta chỉ quan ta ha ra hê tu ca nam quỳn năng phô cha năng sa bê là phan tu ma ma a chê ta sa tích phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên điều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chữ thiên phàm thiên cùng là, bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người phước được xài, lại hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường hoa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra,
kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng thành kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào Vinh Kinh, chào chị Metta, kính chào Nắng Chiều, mến chào Kim Nhung, mến chào Thi Lâm, mến chào Xích Trần Đạo, vừa vào đạo tràng. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ thì cũng lỗ giờ của Vinh Kinh hết một phút. Dạ, trước khi Nhật Quỳnh kính thỉnh mời Vinh Kinh lên đăng đàn để điều hợp cái chương trình học ngày hôm nay, cho Nhật Quỳnh xin mạng phép 30 giây. Dạ, Nhật Quỳnh nói lên cái ý kiến của Phật tử người ta nói với Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh chỉ muốn tốt cho cái đạo tràng học ghi diệu pháp thì Nhật Quỳnh nói lên thôi. Còn nếu có gì phiền lòng Vinh Kinh thì Vinh Kinh hãy hoan hỷ, và cái lời đề nghị của Nhật Quỳnh chỉ là cái lời đề nghị thôi, còn cái quyền quyết định là của Vinh. Dạ, tại vì những Phật tử người ta gọi điện, người ta nói chuyện với Nhật Quỳnh thì bổn phận Nhật Quỳnh làm MC thì muốn tốt cho đạo tràng. Dạ, Bích Tha Giá. Dạ, con kính bạch quý ngài, nhất là ngài Trí Đức, và kính thưa Vinh Kinh cũng như đạo tràng. Dạ, có những vị Phật tử người ta điện thoại, người ta nói với Nhật Quỳnh là yêu cầu Vinh Kinh đọc bài chậm một chút và giảng cho người ta hiểu, chứ tại vì tiếng Hán nhiều quá, mà những người học viên ở trong này là Hán hẹp, không có Hán rộng, nên không có hiểu được những từ tiếng Hán. Thí dụ như tỷ thiệt ngày kia đó, thì Vinh đọc chậm dùm một chút, phải phết cho đàng hoàng, để rồi cũng người ta mới hiểu được, và người ta viết bài mới kịp, chứ người ta viết bài không kịp. Đa số là những học viên trong room này là viết không à, không có copy, mà nếu có gõ chữ như Nhật Quỳnh đi nữa thì gõ rất là chậm. Và nếu mà Vinh đọc qua một lần rồi Vinh nín luôn rồi chờ mà Châu Nguyễn post lên thì người ta lúc đó người ta cũng không có biết kịp. Khi Châu Nguyễn post lên thì Vinh đã đọc câu khác rồi, thành ra người ta không biết kịp. Người ta nói nếu mà người ta không hiểu bài, người ta không làm bài được thì ta trốn. Vậy đó, đó là ý kiến của những người Phật tử nói chuyện Nhật Quỳnh, mà riêng bản thân Nhật Quỳnh cũng mong Quỳnh đọc chậm, phải hết đàng hoàng và giảng từ câu một, chứ để nguyên một bài một dài rồi tới hồi giảng thì không còn thu thập được. Và nên là tới Quỳnh nói ô cái bài này học rồi, nhưng thật sự quên mục tiêu hết trơn rồi. Cái lúc Quỳnh chạy là lo gõ bao viết đâu có để trong đầu được đâu. Đó là cái bản thân Nhật Quỳnh. Dạ, khi nào mà Quỳnh dạy xong rồi, Nhật Quỳnh thở ra một hơi gọi là nhẹ nhàng. Chứ lúc mà Quỳnh đang dạy đó, thôi Nhật Quỳnh chỉ chú tâm là gõ thôi. Dạ, gõ mà nếu mà chú tâm chừng nào thì Nhật Quỳnh gõ sai nhiều chừng đó, khổ vậy đó. Và cả lẩm cẩm rồi đủ thứ hết, tay ù mắt mờ gì đủ thứ xấu hết. Và nên kính mong huynh vì những người học viên học chậm, huynh dạy để cho những người này, trong đó có Nhật Quỳnh, được mở mang và hiểu biết về giáo pháp của Đức Thế Tôn, nhất là di diệu pháp. Và người ta cũng yêu cầu một cái thứ hai nữa là Vinh đọc bài trước, và khi Vinh nghe học viên đọc bài thì Vinh sửa sai dùm. Ví dụ như những như Nhật Quỳnh đi, đọc câu nào sai thì Vinh sửa sai dùm để cho biết mình sai chỗ nào để mình sửa. Dạ, và một lần nữa Nhật Quỳnh xin sám hối với đạo tràng. Dạ, xin sám hối với Vinh Kinh. Dạ, kính mong quý ngài và quý vị hoan hỷ cho con.
Nhà con cứ cầm mic là con bị đầy hoài thôi, nhưng mà con phải nói thôi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Bây giờ Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng kính mời Vinh Trinh lên mic. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính mời Vinh ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mã Giá, Nam Mô Sàng Khai. Kính lễ Sư Lý Đức, thân chào tất cả quý vị. Rồi, alo. Rồi, câu đề nghị thứ nhất là nói về vấn đề là nhanh chậm rồi phải không? Thì kính thưa quý vị, thật sự là cái lớp này của mình đó, nó học được 2 năm rồi. Thành ra nó có những cái nó cũng rất là khó xử. Bởi vì đã học 2 năm thì nó qua rất là nhiều, và những cái vấn đề như từ ngữ này kia là cũng đã học qua hết rồi, 2 năm trời rồi. Bây giờ có những vị mới vô, thành ra không lẽ giờ mình cứ trở lại từ đầu, mình làm đi làm lại hoài thì biết chừng nào mới xong. Là một. Thứ hai là khi mà mình nghe bài đó thì theo chúng ta nghĩ, chúng ta mỗi lần mình nói mình cũng có hỏi lại coi có hiểu hay không. Thì có đa số cái gì cũng post lên cái bông hoa này kia, nói là hiểu rồi, là ok này kia, thì chúng ta mới tiếp. Thành ra không biết cái tính sao. Trong room này thấy đa số hiểu không biết sao. Giờ chậm nữa thì chậm nữa thì cái bài nó dài lại, thế thì ráng chịu nha, chậm thì khỏe thôi. Đọc điện thoại hoài, chứ thật sự là chỉ cần mình nghe đâu có buồn, không hiểu thì nó không hiểu chứ. Ví dụ như mình nó chưa hiểu rõ thì nó lại nghe nó liền, chứ giờ ai cũng hiểu chơi bây giờ nói gì nữa, ai cũng nắm ý đây rồi, thì mình thông qua thì mình giải tiếp, mình đi tiếp cái câu khác. Bây giờ hỏi Sư Meta, là Sư Meta đâu đây, là Sư Meta là Sư Trần Đạo nè, là lâu năm nhất ha, hỏi Sư Meta Trần Đạo có hiểu không, khi mà học bài có hiểu không, mình cho biết chính xác đó. Những người đi trước thông báo cho biết. Còn những vị mà mới sau này thì cái đó là không hiểu thì chuyện không có gì lạ, bởi vì vi pháp mà nó mình không học lúc đầu thì những lúc sau nó khó, nó vô nếu như mình nhảy ngang vô thì nó rất là khó hiểu. Nhất là giờ cái room này tới những cái bài mà vô trong những cái bài sâu rồi, nó không còn thì những cái nghĩa, những cái vi pháp bình thường nữa thì là rất là khó. Thì là quý vị cũng cố gắng lắng nghe rồi mình ghi nốt lại, rồi cái này được có một cái là mình có thâu âm được. Tham rồi cái gì mình nghe lại được là như vậy. Đó là cái thứ nhất là gì, chúng ta cố gắng hết sức nha, cố gắng hết sức là mình cố gắng làm cho chậm, là giải thích lại cho rõ ràng ha. Tại vì cái gì không hiểu thì chúng tôi cũng đâu có vui vẻ gì, mình chỉ mà nó không hiểu, học trò không hiểu thì cũng mệt, học cũng hiểu hết trơn, càng lúc càng đi sâu vô thì thôi rồi, chắc giảng tuột sớm. Học cái này bây giờ học là sướng lắm đó, bây giờ học là từ từ dạy từ chút mà kia rất là sướng. Hồi xưa chúng ta học là chỉ giới thiệu thôi, đọc lướt sơ rồi đó về hiểu rồi tự nghiên cứu lấy, chứ không tự như giờ đâu. Giờ học là phước lớn lắm, những vị giờ là phước rất là lớn, học kỹ nữa từng chi pháp một rất là quan hệ. Thì vấn đề là chúng ta thấy học nhiều pháp nó có một cái khổ vậy đó, là phải đi theo từ đầu, không theo từ đầu nhảy ngang vô cái khó hiểu lắm. Ngang vô nhiều khi chúng ta những cái bài mà mình dạy đó, những cái chúng ta cũng phải coi lại hoài chứ, rồi phải coi lại mình suy nghĩ là kia, nhiều khi những cái chi pháp mình có bị sót thì mình coi đi coi lại rồi mình tìm cách mình suy nghĩ để làm sao để nói cho nó đơn giản, cho dễ hiểu, chứ không thôi mình nói theo sách thì sao hiểu nói. Những từ ngữ như cái gì đọc Bali tiếng Việt là đọc đâu hiểu nói, đọc đó giống như là nói chung thôi, là bây giờ mình phải từ đó mình mới phân tích ra, mình mới hiểu được cái vấn đề. Là vấn đề đó là như vậy. Giờ cố gắng được như nào hay gì đó ha, càng chậm thì càng tốt. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai là gì quên rồi, nãy nói vấn đề thứ hai là gì quên rồi. Đọc Bali hả? Đọc cái vấn đề bài Bali ấy. Thì kính thưa quý vị, Bali á, ở đây đưa lên chỉ để cho mình nắm được cái ý của cái bài thôi, nắm được cái ý chính của bài,
Còn cái phần đọc Pali chúng đọc cái đó phải giao cho Siri Đức chứ, chúng tôi đâu có lành nhảy vô cái phần đó. Cái đó là qua một cái môn khác rồi, qua cái môn của về Pali học rồi. Thật ra đâu có thời giờ, mình thứ nhất là chúng tôi không có chuyên về Pali, thứ hai là mình đâu có thời giờ để mình làm cái chuyện đó nữa. Giờ mình chỉ lên mình đọc để cho cả các bạn ngồi ở dưới người ta nghe mà thấy được cái ý nghĩa của cái bài bài mình đang học thôi, giống như mình đọc để biết là hôm nay giới thiệu là mình học cái bài này đó theo nguyên văn của Pali nó là như vậy vậy à, tức là chúng ta học từ căn căn gốc Pali ra, tức là từ những cái bài chánh tạng ra để từ đó mình học, chứ không phải là mình học theo kiểu mà mình tiếng Việt không thì giống như là mình chế vậy, đâu có được. Học cái gì phải có cái căn gốc à, thì ra mình phải đọc Pali trước để mình biết à, trong bài học hôm nay là mình học về bài này, thí dụ như hôm nay học bài về về đối tượng hay bài cảnh, ví dụ mình đọc Pali về cảnh về đó đấy, nó từ cái bài gốc là vậy, rồi từ đó mình mới học coi như là phân tích nó ra cho nó rõ ràng đó là như vậy. Còn cái vấn đề đọc Pali trúng hay đọc đó là làm nữa thì thôi mất thời giờ ghê lắm, cái đó là cung thỉnh Sư Tỷ Đức qua bên học với Sư Tỷ Đức cho đúng đúng cái lớp chứ. Đây lớp này mình là lớp diệu pháp, thành ra chúng ta xin sorry với vấn đề đó, tức là mình không không có gì được đụng chạm vào cái vấn đề Bali đó, chỉ đọc cho thôi. Mà quý vị muốn học thì qua bên kia học qua bên lớp của Sư Lý Đức, năn nỉ Sư Lý Đức dạy lại cho ngon lành ha, cho đâu căn bản là trường âm đoạn âm rồi này kia nọ, học cho kỹ lưỡng lại rồi khi qua đây mình đọc được hết thôi. Như cô Diệp Quỳnh, cô Meta, rồi Châu Nguyễn hay là Xích Trần Đạo gì đọc ngon lành hết, đâu có ai đó đọc, ai có học rồi thì đọc được hết à, còn mình chưa học thì mình đọc gì có nói gì nói cũng không không thể nào đọc được, là phải học căn bản hết rồi chứ không có đơn giản mà mình đọc được nó khó à. Đó là chúng ta thấy là có hai vấn đề hôm nay chúng ta cần phải giải quyết, và thứ nhất là về học à, cố gắng chậm chậm lại được thì ok, còn về Bali thì cứ lên đọc tự nhiên, đọc được nhiêu hay nhiêu à, còn kêu mà sửa nữa thì thôi hết giờ luôn à. Rồi vậy ha, bắt đầu thông qua được vậy ha. Rồi hôm nay chúng ta học tiếp cái bài bài về về cảnh ha. Đọc chậm ok rồi. Nhiều khi đọc thấy chậm rì, không biết sao thành thấy nhanh. Đọc thấy chậm thì chậm. Rồi, hôm nay mình bắt đầu mình vô học bài về cảnh bài chương trình hôm nay mình có hai phần. Phần thứ nhất là đọc Pali bản chánh văn. À, phần thứ hai là chúng ta đi vô bài học đó là như vậy. Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahang Sammasambuddho Phagava Buddhang Phagavantang Apivadeyami Svakkhato Phagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Phagavato Savakasangho Sanghang Namami Sama sambuddhamattulang sasattham agaluttamang apivadeyappa sessang apithammattasanggahang. Và xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa chứa đựng trong vị diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa. Rồi, hôm nay bài học chúng ta bắt đầu ha. Rồi, mời xin đừng quên post bài rồi thỉnh mời tất cả bạn quan hỷ đọc đọc được gì hay đó đi, không đừng quan trọng quá này ha, cái này chỉ là giới thiệu cái bài đó à, cho điểm để cho khuyến khích, để ví dụ như người nào điểm nhiều thì coi như người đó đọc chính xác, người nào điểm ít hơn thì coi như mình đọc thiếu chính xác chút vậy thôi, chứ người kia sửa là phải chắc chắn luôn. Rồi xin mời cô biết bạn. Trước hết con kính đảnh lễ ngài Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ ngài quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào thầy kinh, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ con xung phong đọc trước, bởi vì nếu để lâu thì mắt con lát nó chấp vá, thôi thì con cứ đọc. Vậy lớn tuổi rồi, xin quý vị cũng cảm. A lâm bá ná sằng gá hồ toát yếu về đối tượng cảnh. A lâm bá ná sằng gá hề. A lâm
ba na ni na ma ru ba răng ba năng sát tha râm ma năng ganh tha râm ma năng ra sa râm ma năng phốt tháp ba râm ma năng thăm ma răng ma năng cha tí chấp bí tha ni phá hoàn tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát thá ru bá mê quá ru bà râm má năng tát thà sát thà đá vô sát đa râm má na đi ní thăm ma râm má năng xá bá bá xà đá xú khú ma xú khú má rù bá chích tá chê tá xí cá níp bà ná banh nhát tí quá xê ná chát thà xăng gây hà tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy cùng thế ấy, âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Tát thá khú đoà rí cá chích ta năng sắp bề sầm bí rù bằng ê quá ê râm má năng tanh chá bắt chúp bành năng ê quá tá tha sô tá đoà rí cá chích ta đi năng bí sát tha đi ní ta ní chá bắt chúp bành na ní về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thấy ấy, âm thanh vân vân, đối với nhĩ thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đòa rí cá chích tà năng, bá ná chấp bí thằng, bí chấp bí bắt, chúp bàn năng á tì tăng á na gá tăng cà lá quý mút tình chá gia thà ra hằng à lầm ba năng hồ tí. Nhưng 6 loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đòa ra quý mút tà nành chá bá ná bá tí sàn thí phá quăng gá chú tí sàn khà tà năng chấp bí thằng bí giá sầm phá quăng dê phì dê ná phá hoàn ta rề chá đòa rá gá hí tăng bắt chúp bàn năng á tì tăng bành nhát tí phù tăng hòa cấm măng cầm má ní mít tăng gá tí ní mít tá xá gá tí ní mít tá sầm má tăng a lầm bá năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong 6 đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh.
Phần các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tê số chất khú huynh nhà nà đi ní giá thà giá thắc cá măng ru ba đi ê kê cà lâm ba nà nề quá má nô thà tút tí căng bá ná ru ba đi banh chà lâm bá năng xê xà ní cá mạ quá chá rá quý ba cà ní há sa ná chích tanh chà tí sắp bá thà bí cà mạ quá chá rà lâm bá nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân. Nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc đọc tiếp từ nãy, hoàn toàn thuộc dục giới. Và như vậy là hết bài. Con kính cảm ơn thầy Kinh và con kính cảm ơn tất cả quý vị. Và con xin nhường mic cho người khác ạ. Chị trong đạo tràng, cảm ơn chị Meta và cho Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin trả bài ạ. À. Alam bana sangaho toát yếu về đối tượng cảnh. Alam bana sangahe alam bana ni na ma ruba arang ma năng sát đà rầm ma năng gần tha rầm ma năng ra xa rầm ma năng phốt tá bà ra ma năng thầm ma năng chà tí chát bí tha ní bá hoành tí. Trong tóm lược, đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha ru ba mê quá ru ba rầm ma năng tát tha sát tha đa vô sát tha rầm ma na đi ni thầm ma rầm ma năng ba na ba sa đa su khu ma ru ba chít ta chê ta si ca ni ba na bành nhát quá sê na chát tha sằng gây hằng tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh,
sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Tát thá chắc khú đoà rí cá chích tà năng sắp bề sầm bí ru băng hề quá a râm má năng tăng chá bắt chúc bành năng hề quá ta thà sô tá đoà rí cá chích tà đi năng bí thà đi ní tăng chá bắt chúc bàn nà ní về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cùng thế ấy, âm thanh vân vân đối với nhĩ thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đồ rí cá chích tà năng bá ná chát bí thầm bí bắt chúc bàn năng á tì tăng a nà gát tăng cá lá ví mút tăng chá giá thà ra hằng à lầm ba năng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoà rá ví mút tà năng chá bá ná bá tí sẵn thí bá quăng gá cú tí sân kha ta năng chát bí thâm bí giách tha sâm bá quăng về cú bì về ná bá quăng ta rề chát đòa rá gá hít tăng bắt chúc bành năng á tì tăng bành nhát tí bù tăng qua cầm măng cầm má ni mít tăng gá tí ni mít tá sầm má tăng a lầm ba năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, khổ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn, thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu của nghiệp, hoặc một biểu tượng của một trạng thái tái sanh. Tề su chắc khu quỳnh nhà nà đi ní giá thà cầm măng khu bà đi ê kê cá lâm ba nà nề quá ma nô thà tụt tút tích cằn bà ná rù bà đi bằng trà lầm ba năng xề xà ní ca mà quá chá rá ví bà cà ní há sa ná chích tăng trà tí sắp bà thà bí ca mà quá chá rà lầm ba nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương vân vân. Nhưng ba thành phần tâm lý, tâm ý giới
có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới. Còn lại và tiểu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Và sa thúc, con đã trả bài xong, xin gửi mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Trần Đạo. Nam Mô Bích Tha Giá và Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị ạ. Dạ cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Trần Đạo đọc bài Nhật Quỳnh phải kề. Kề mặt sát máy luôn ở Trần Đạo. Máy của Trần Đạo thiệt tình là khổ ghê luôn vậy đó. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Trần Đạo. Châu Nguyễn ơi đưa bàn tay lên. Kim Nhung đưa bàn tay lên. Dạ mời Quỳnh Chánh Tâm nữa nè. Dạ mời quý vị trong đạo tràng. Dạ mời Kim Nhung. Dạ alo, em nói có nghe được không ạ? À, chị Nhật. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, thầy Kinh cùng các anh chị em trong đạo tràng. Con xin đọc ạ. Alam bana sangaho toát yếu về đối tượng cảnh. Alam bana nina marupa ram manang sadda ram manang gantha ram manang rasa ram manang phottabba ram manang thamma ram manang Tichabithanifawanti. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Taptharu bame waru bà rằm má nằng ta thà sát đá rằm má nằng ba na pa sa su hu ma chi che ta si ca ni ba na bành nhát ti quá xề na chát thà sằng hài gác hàn tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy ấy, âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng phần nhạy của tâm, tở, niết bàn và khái niệm tục đế. Tà nằng sát đà đi ní tà ní chá bách chốc bàn nà ní dề quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cùng thế ấy, âm thanh đối với nhĩ thức và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Má nô đòa rí cách chít tà nằng bá ná cháp bí thầm bí bách chúc bàn nam à tì tằng á nà ga tằng cà la huy mút tành cha gia thà ra hàm à làm ba nằng hồ tí. Nhưng 6 loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn
thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoà ra quy mút tà nành cha ba na bát ti sằng thi qua hoàng gã chú tí sằng khà tà nằng cha bi thầm bi gia thà sầm phá hoàng dề phu dề na phá hoàng ta rề ra ga hi tằng bách chúc bàn nằng à tì tằng ba na ti phù tằng hòa cầm mằng cầm ma ni mi tằng gati ni mi ta sầm ma tằng à làm ba nàng hồ tí đối với các loan tùy thuộc nơi căn môn nào tục sinh hộ kiếp đối tượng kể trên đối tượng này được bám vào xuyên qua 6 căn môn thuộc về kiếp sống khắc trước đó như là đối tượng quá khứ hiện tại hoặc niệm chúng được gọi là nghiệp biểu tượng của nghiệp hoặc một tượng của sanh tề suyền nhà đại ni gia thà cầm bù bà đi ề kề cà làm ba na nề quá mano thà tu tích cằng ba na rù bà đi bành trà làm ba nằng xề xà ni ca mà qua cha ra quy bà cả ni ha san na chít tành trà tí sắp ba thà bí cà mà qua cha rà làm ba nà nề quá trong những loại tâm này nhĩ thức vân vân tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân nhưng ba thành phần tâm ý giới có 5 đối tượng như hình sắc vân vân những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ con xin hết ạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Hà Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào Thầy Kinh, con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ con cảm ơn cô Trần Đạo, cô Meta đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. A Lam Ba Na Sang Ga Hồ, tác yếu về đối tượng, cảnh. À làm ba na sằng gá hề à làm ba nà ní nà ma rù bà rằm ma nằng sát đà rằm ma nằng gành thà rằm ma nằng ra xà rằm ma nằng phót thập bà rằm ma nằng thầm mà rằm ma nằng chà tí chấp tí thà ní phá hoành tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha rù ba mê quá, rù ba ram ma năng, tát tha sát đà, đa dù sát đà rằm ma nà đi ni thầm mà rằm ma nàng ba na ba xà đa su hum ma rù ba chít ta chê ta si ca ni bà na bành nhất ti quá xê na chát thà sẵn gầy hành tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy, âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những thành phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm, tục đế.
thác chắc khu đòa rít cá chít tà năng sắp bề sầm bí rù bầm ê quá à rằm má năng tàn chá bác chúc bàn nằm ê quá tát hà sô ta đòa rít cá chít tà đi nằm bí sát đà đi ní tà ní chá bác chúc bàn nà ní dê quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cùng thế ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhị thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Manot đòa rí ca chít tà năng, pa na chấp phi thầm bi bắc chúc bàn nằm, át tì tăng á nè gá tăng, cà la quý mút tăng cha gia thả ra hầm, à làm ba năng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đòa ra quý mút tà nành cha pa na pa tí sẵn thi phá hoành gá chú tí sẵn khà tà nành chấp bi thầm bi giá thà sẵn phá hoành dề phùy dề na phá hoành ta rề chạch đòa ra gá hi tăng bắt chút bành nằm á tì tăng bành nhát tí phù tăng hòa cầm mặn cầm ma ni mít tăng gá tí ni mít ta sầm ma tăng à làm ba năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi tâm nào như tục sinh, hồ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống, tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sinh. Tề su chắc khu huỳnh nhà nà đi ní giá thấp cà măng rù bà đi ê kê cà làm ba nà nê quá mà nó thà tút tí càng ba nà rù bà đi bành trà làm ba nàng xê xà ní cá mà quá chá ra quý bà cà ní xá hát xá. Con xin sám hối ạ. Con xin đọc lại. Xê xà ní cá mà chá ra quý bà cà ní ha sa na chit tan a ti sa tha pi ka ma wa cha ra lam ba na ne wa. Trong những loại tâm này, nhận thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân. Nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài ạ. Dạ con cảm ơn thầy, con xin phép được xuống mic ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và sa thủ Châu Nguyễn. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, xin lỗi Trần Đạo nha. Nhà Trần Đạo đau răng mà cố học bài. Dạ, Nhật Quỳnh xin lỗi Trần Đạo.
Dạ, con xin được trả bài ạ. Alambanasangaho tất yếu về đối tượng cảnh. Alambanasangahe alambanani namarupa rammanang sadarammanang gantha rammanang dasa rammanang phot thát ba rằm ma năng thầm ma răng ma năng cha tí chát vi thà ni phát quan tí. Trong tấm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tattha rūpa mê quá rūpa râm ma năng tattha sát đà đa dô sát đà râm ma na đi ni tham ma râm ma năng ban ba sa đáp su khu ma rūpa chít ta chê ta si ca nip ma na ban nhát ti qua sê na chát tha san dày hành tích. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy, âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Tát tha chát khut đo ri ca chít ta năng sắp bê sâm bi rù băng ê quát a râm ma năng tàn chá bát chúp bàn năng ê quát ta tha sơ tát đoà đi ca chít ta đi năng bi sát đà đi ni ta bát chúp bàn na đi về quát. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy âm thanh vân vân, đối với nhĩ thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Manot đo đi cách chích tà năng ba na chát bi thằng bi bát giúp bàn năng a tì tăng a na ga tăng ca la vi mút tăng cho gia thà ra hàng a lâm ba năng hồ tích. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đà ra vi mút tà nành cha ba na ba ti sanh thi pha hoàn gác chú ti sanh khà tà năng chát bi thăng bi giáp thà sam pha hoàn về phi về nát pha hoàn ta rề chặt đo ra ga ha ti tăng bát chấp bàn năng a ti tăng bàn nhát ti phụ tăng qua cầm măng cầm mani mít tăng ga ti mít ta sầm ma tăng a lâm ba năng hồ ti. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sanh, tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn, thuộc về kiếp sống với tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề su chát khu quỳnh nhà nà đi ni gia tháp ca măng rù bà đi ê kê ca lâm ba nà quê nề quát ma nô thà tút tí căng ba nà rù bà đi bành chà lâm ba năng xê xà đi ca ma qua cha ra vi bà ca ni ha sa na chích tành chà tí sắp
ba tha bi cà ma qua cho ra lâm ba na nề qua trong những loại tâm này nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân. Nhưng ba thành phần tâm, nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới, còn lại là tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Nam Mô Bích Tha. Dạ, Như Quỳnh đã trả bài xong. Dạ, kính mời đạo tràng. Mến chào Thanh Thủy. Kính chào Tâm Hạnh. Thanh Thủy ơi, đưa bàn tay lên, Như Quỳnh bớt bài cho Thanh Thủy đọc bài nha. Dạ, cảm ơn Quỳnh Kinh, cảm ơn đạo tràng. Dạ, mắt nhật của Quỳnh bây giờ nó nóng rồi nè. Nó qua rồi rồi, dạ. Kính đại cơ tu nữ tệ duyên vào đạo tràng. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy còn đó không? Có nghe được Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi Thanh Thủy ơi. Đâu mất tiêu rồi, mới vào mà đã treo áo đi ngủ rồi sao Thanh Thủy? Dạ, cô tu nữ tệ duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ cô tu nữ tệ duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Rồi, vậy là cô vào mà cô không nghe rồi, cô ngồi im ru. À, dạ kính mời cô nha, mời cô đưa bàn tay lên đi rồi. Nhật Quỳnh cho tín hiệu xong, Nhật Quỳnh bớt bài qua cho cô đọc nha. Alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh chị Nhật ta. Trong nghĩa này cho biết nghe rõ. Nam Mô Bích Thái Giá. Nam Mô Thái, Nam Mô Xoan Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với bà quý cô Thu Nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, đây bài kho. Dạ, con xin sám hối. A lâm bát na sằng khá hồ toát yếu về đối tượng cảnh. A lâm bát na sằng khá hề A lâm bát na ni na mát ru ba rằng ru ba rằng ma năng sát tha rằm ma năng gần tha rằm ma năng Rasa Ramanang Pothak Baramanang Thamma Ramanang Chati Chap Bithani Phawanti. Chẳng bao giờ mắt nó cũng được bọc. Trong tấm lược về đó là
đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm, đối tượng của sự hay biết. Hết rồi, hết rồi. Còn nữa hả? Tathagubame vatruparamanam tathasadda saddaya sadda dadyo sattharamana dini thamma thammaramanam. Cái gì vô cái này nó bị khó khăn quá vậy trời. Panna basa panna basa kumaru cetacika cetac gây hành tí nó sắc ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, tâm tâm sở niết bàn và khái niệm tục đế. Tát thả chắc khu qua tát thá chất khu đoà đi cá chít ta năng sáp bê xâm bí ru băng ê quá a râm má năng tanh chá bắt chúc băng năng ê quá tát thá sô tát đoà dí cá chít ta đi năng bí sát đà đi ni ta ni chất chúc bắt bình là đi về quá không biết đạo tràng có nghe không vậy trời. Còn nữa dạ, rồi tất với tất cả dạ, với tất cả những loại nhận thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện thực, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cùng thế ấy âm thanh vân vân đối với nhĩ thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano mani cát chít ta năng bán nát chấp biết thầm biết bất chấp bằng năng ati tăng anh na gác tăng ca la quýnh mút tành chá giác thà há răng ra hằng giác thà ra hằng a lầm ba năng hồ tí nhân sa
Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ cô Tị Duyên rất bích ra ngoài luôn rồi. Quỳnh Trinh đeo mắt kiến nhìn. Bến chào Phố Biển. Phố Biển Quy Nhơn ơi, có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Hôm nay có cầm mic được không? Cho một tín hiệu đi, Nhục Quỳnh bớt vai lên cho đọc. Dạ, cô cũng cố gắng hết sức rồi. Mà đường nét nó yếu quá, nó té cái đùng ra ngoài luôn. Phố Biển có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Cầm mic được không? Alo, alo. Rồi, không cảm mịch được. Cảm ơn Phước Biển rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Thà. Dạ, dạ, bây giờ thì chắc không còn vị nào cầm mịch nữa. Nhục Quỳnh mời Chánh Quỳnh Chánh Tâm cũng không thấy nhúc nhích. Hay là Quỳnh Kinh Đàm Thầy có thấy mời Quỳnh Chánh Tâm lên đọc được không? Và bây giờ thì Nhục Quỳnh giao mịch lại cho Quỳnh Quỳnh Kinh nha. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, mời mời Quỳnh Kinh nè. Nam mô Bồ Tát giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sa giá. Sa thứ sa thứ ha. À, vì đọc rất là tuyệt vời. À, nhất là vì mới vô như Kim Nhung mới vô đọc rất là xuất sắc. Giỏi, sa thứ. Còn Thanh Tâm á, Ê Chánh Tâm á. Chánh Tâm còn đó không? Chánh Tâm đâu rồi? Chánh Tâm trốn rồi. Ngại không lên đọc, các bạn chưa nắm được cái cách đọc cái gì hay sao, chưa nắm được cách đọc phải không? Trường ngâm đoạn ngâm chắc chưa nắm được vậy, mà nếu mà chưa nắm được phải bàn giao qua cho cô Nhật Quỳnh. Chưa được đó giao cho cô Nhật Quỳnh nha. Hai Phố Biển Quy Nhơn giao Chánh Tâm cô Nhật Quỳnh chỉ riêng đào tạo chuyên môn được nha. Ủa, giỏi ra cho cô chứ. Rồi bây giờ bà ở là ủ hù mai mốt của bàn giao từ từ. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục bài học ha. Thì trước là chúng ta học tới phần nhóm A từ 1 đến 7 không? Okay. Nhóm A từ 1 đến 7. À, rồi mình học từ 1 đến 7, là mới học từ 1 tới 5 ha. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. À, tôi là học về 5 cái cảnh này. 5 cái cảnh này với những cái tâm mà biết được một cách nhất định, hoặc là bắt lấy một cách nhất định, hoặc là bắt lấy một cách bất định. Bây giờ nhờ sửa lại cho Nguyễn, sửa lại cái chữ này chút xíu cho dễ hiểu, nhiều người ta không hiểu cái chữ định là nhất định, bất định là gì ha. Mình sửa lại là biết bắt cảnh nhất định á, thì giờ mình ghi là nhất định, cái dưới là không nhất định cho dễ hiểu, tức là bắt cảnh nhất định, bắt cảnh không nhất định cho dễ nắm như thôi. Bất định là gì là khó. Bất cảnh nhất định và bất cảnh không nhất định. À, dạ. Rồi, giờ năm cảnh sắc, rồi ôn lại xíu, năm cảnh sắc, thinh khí vị xúc. Là mình học bữa học là 1 tới 5, năm cảnh, cảnh sắc là thuộc về màu sắc, hình tướng màu sắc đó. Và cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh thinh là âm thanh, cảnh khí là cái mùi hương ha. Cảnh vị là cái vị nếm, cảnh xúc là sự xúc chạm. Thì năm cảnh này, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, là từ 1 đến 5. Về những cái tâm là bắt cảnh nhất định thì nó có hai tâm, tức là lấy từng cặp ha, từng cặp ở đây nó hai tâm, tức là hai tâm nhãn thức biết cảnh sắc. Đó là mỗi một tâm nhãn thức biết cảnh sắc, thì mình học trong tâm vô nhân thì ta tâm nhãn thức có hai: nhãn thức thọ xả quả bất thiện, nhãn thức thọ xả quả thiện. Thì như vậy nó có từng cặp là hai tâm nhãn thức và nhất định là biết được cảnh sắc, đúng không? Tức là nó nhất định nó biết được cảnh sắc, nó chắc chắn là nó biết cảnh sắc thôi, nó không biết cảnh gì khác ngoài ra cảnh sắc. Thì như vậy được gọi là bắt cảnh nhất định, đúng chưa? Rồi hai tâm nhĩ thức là cái nhĩ thức là cái mà nghe biết được cái âm thanh,
thì được gọi là nhĩ thức. Thì nó cũng có hai loại tâm, thì hai loại tâm này nó bắt được cái đối tượng là cảnh thinh, tức là âm thanh. Hai bên trang bao giờ rồi nó bắt được cảnh thinh. Thì hai tâm nhĩ thức là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, hoặc là nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Thì hai tâm này nó biết được duy nhất chỉ có cảnh thinh thôi, cho nên được gọi là bắt cảnh nhất định. Bắt cảnh nhất định thì nó chỉ nhĩ thức nó chỉ bắt được nhất định có cảnh thinh thôi, ngoài ra nó không bắt được gì khác hết. Rồi hai cặp tỷ thức, tỷ là thần kinh tỷ là trong cái mũi mình đó, trong lỗ mũi mình nó có cái hệ thần kinh nằm trong góc mũi đó, thì nó thuộc về tỷ là thần kinh tỷ. Thì hai cái tâm tỷ thức này nó bắt được cái cảnh đối tượng, nó là cảnh khí đó, cái mùi kia, cái mùi nó vô, nó đụng vô cái tỷ này nè, thì cái tâm mà tỷ thức nó sanh lên, nó biết được cái cảnh khí đó, tức là cái mùi thơm, mùi thúi, mùi tanh, mùi hôi vân vân. Thì hai tâm tỷ thức biết được duy nhất chỉ có cảnh khí, nó không biết cảnh nào khác ngoài ra. Là biết cảnh nhất định là như vậy, tức là nó bắt được cảnh nhất định, hoặc là biết cảnh nhất định cũng được ha, thì mình ghi bắt cảnh nhất định cũng được, hay là sửa luôn cho nó dễ hiểu là biết cảnh nhất định và biết cảnh không nhất định đi, bỏ chữ bắt được, sửa thành chữ biết đi, nó rõ ràng luôn ha, dễ hiểu chút. Mà trong Nguyễn sửa lại cho luôn, biết cảnh nhất định là hai tâm nhãn thức biết cảnh sắc, hai tâm nhĩ thức biết cảnh thinh, hai tâm tỷ thức biết cảnh khí, hai tâm thiệt thức, thiệt là lưỡi, thiệt là lưỡi, tức là cái thần kinh lưỡi, thần kinh thiệt đó, nó nằm trên dài trên lưỡi mình đó. Thì nó bắt được cái cảnh vị, tức là cái vị cay, vị chua, vị đắng, vị này vị kia đó. Thì hai cái tâm thiệt thức nó bắt được chỉ duy nhất có cảnh vị, nó không bắt được cảnh nào khác ngoài ra, cho nên nó được gọi là biết cảnh nhất định. Hai tâm thân thức, tức là thân thức thọ khổ, thân thức thọ lạc, nó chỉ biết được cảnh duy nhất là cảnh xúc, tức là có cái sự xúc chạm nơi thân. Thì có khi có sự xúc chạm nơi thân tạo nên cái sự đau đớn, thì được gọi là thân tâm biết là thân thức thọ khổ quả bất thiện. Còn nếu mà cảnh xúc thuộc về là êm dịu mát mẻ rồi, thì lúc đó thân thức thọ lạc nó phát sanh. Thì như vậy hai cái tâm thân thức này nó chỉ biết duy nhất là có cảnh xúc, nó không biết gì cảnh khác ngoài ra. Thì như vậy biết cảnh nhất định có hai tâm, là hai tâm là tính theo từng cặp ha. Như mình học là hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức, hai tâm tỷ thức, hai tâm thiệt thức, hai tâm thân thức, tức là năm cái cặp này á, gom lại năm cặp này tôi kêu là ngũ song thức, biết được năm cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Duy nhất chỉ có năm cảnh đó thôi, mỗi một cặp biết một cảnh. Vậy nắm được chưa? Nhớ là ôn lại ha, ôn lại xíu ha. Là biết cảnh nhất định. Nắm được chưa? Alo. Ngũ song thức biết được năm cảnh. Mọi cái biên cảnh ha, rồi qua được cái này chưa, qua được cái này ha, rồi đừng nói không hiểu nữa nha, mất công. Sĩ Diệu Quỳnh nắm được chưa? Sĩ Diệu Quỳnh mới là quan trọng, là chủ sĩ luôn luôn, chủ sĩ đó, chủ sĩ quậy dữ lắm. Rồi giờ biết cảnh nhất định là có hai tâm, rồi biết cảnh không nhất định là cũng biết cảnh sắc, là cảnh sắc cái thinh kia bị xúc nè, một trong năm cảnh này, nhưng mà nó biết không nhất định. Biết không nhất định tức là nó biết không nhất định là phải năm cảnh đó, nó còn biết những cảnh khác ngoài ra nữa. Thì như vậy được gọi là biết không nhất định. Và chỗ tôi kia là bất định là như vậy đó, tức là biết là bất định, không nhất định. Không nhất định, không nhất thiết, không nhất định phải biết là chỉ năm cảnh đó thôi. Nó không có như là hai cái tâm ở trên là biết cảnh duy nhất, còn không nhất định đây là nó biết là không chỉ năm cảnh này mà nó còn biết cảnh khác ngoài ra luôn. Thì như vậy biết cảnh không nhất định là gồm có 46 tâm, là bắt tâm dục giới trừ đi ngũ song thức, là 44 tâm dục giới trừ ngũ song thức cộng hai tâm thông, 44 tâm dục giới trừ ngũ song thức cộng hai tâm thông.
Thì 44 tâm dục giới thì Đức chúng ta học rồi, 44 tâm dục giới là gồm có 12 tâm bất thiện nè, 8 tâm vô nhân nè, 24 tâm dục giới tịnh hảo. Đúng chưa? 44 tâm dục giới là 12 tâm bất thiện. Rồi bây giờ mình ghi là 14, 12 tâm bất thiện, 8 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo là 44 tâm dục giới. Thì như vậy nó biết không nhất định, tại sao mà những cái tâm này nó biết năm cảnh nó sắc thinh bị xúc mà nó không có nhất định. Bởi vì 12 tâm bất thiện là tham, 8 tham, 2 sân, 2 si, đúng chưa? Thì 8 tham, 2 sân, 2 si này mình lấy một cái tâm ra, mình thí dụ thì tâm tham. Tâm tham là biết được cảnh sắc không quý vị? Tâm tham biết được cảnh sắc không? Biết thì nó biết được cảnh sắc. Biết được cảnh thanh không? Biết. Biết được cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó biết luôn. Tức là năm cảnh này nó biết hết. Nó biết luôn năm cảnh này. Rồi ngoài năm cảnh này ra là nó vẫn biết được như thường, như gì tục đế, nó biết không? Nhìn tướng này đẹp đẽ, tướng kia sang trọng, cô này tên gì cái gì là tâm tham nó biết không? Biết. Rồi như vậy là nó được gọi là không nhất định, bởi vì nó biết vừa cả năm cảnh sắc thinh khi bị xúc mà nó biết luôn cả cảnh pháp luôn. Cho nên được gọi là không nhất định. Ý nghĩa nó là như vậy, tức là 12 tâm bất thiện này biết cảnh không nhất định. Tức là biết cả năm cảnh cộng thêm cảnh pháp nữa là biết cả sáu cảnh luôn. Cái gì nắm được chưa? Rồi tám tâm vô nhân. Tám tâm vô nhân này là tâm gì đây? Tám tâm vô nhân bữa ghi là gì? Ghi ra đây. Trừ ngủ sông thức ra còn lại là hai tiếp thâu, ba quan sát, kháng ngũ môn, kháng ý môn, ưng cũng vi tiếu. Là tám tâm vô nhân này nó biết được năm cảnh liền luôn, nó biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Ví dụ như tám tâm vô nhân này là tâm tiếp thâu, ví dụ như tâm tiếp thâu đi, thì khi mà mắt thấy cảnh sắc thì cái nhãn thức nó sẽ lên, xong rồi tới tiếp thu cảnh, rồi nó thâu cảnh vô là nó biết được cảnh sắc đó luôn. Thì như vậy tâm tiếp thâu nó biết luôn cả năm cảnh. Nó biết cả năm cảnh. Rồi tâm quan sát nó cũng biết luôn năm cảnh, hãy tiếp thâu và tới quan sát. Quan sát là biết luôn năm cảnh. Đúng chưa? Tâm quan sát biết luôn năm cảnh. Biết theo lộ tâm đó, đúng rồi sao thú. Biết theo lộ tâm, tức là biết theo tiếp thâu quan sát, kháng ý môn cũng biết luôn. Kháng ý môn làm việc xác định cảnh là biết luôn. Kháng ý môn chữ gì vậy? Chữ VD là gì? Ví dụ rồi kháng ý môn cũng biết luôn. Rồi ưng cúng vi tiếu là tâm mỉm cười của bậc A La Hán cũng biết luôn cả năm cảnh này luôn. Thì rồi thấy cảnh sắc, thấy cảnh thinh, thấy vị xúc vậy đó thì biết được luôn, và biết luôn cả năm cảnh luôn. Rồi ngoài năm cảnh này ra, ưng cúng vi tiếu vẫn biết được cảnh pháp, tức là cảnh cảnh ngoài năm cảnh này ra. Cảnh pháp tức là giống như là cảnh trong tâm mình nó nghĩ khởi lên gì đó, hoặc là cảnh tục đế chẳng hạn, thì ưng cúng vi tiếu vẫn biết được luôn thường. Kháng nghi môn vẫn biết luôn luôn. Ba cái tâm quan sát này cũng bắt luôn được cả cảnh pháp luôn. Bởi vì khi nó làm những cái việc khác, nó không làm phận sự quan sát nữa đó, thì nó làm việc chẳng hạn như là làm việc mót, hoặc làm việc tục sinh, nổ kiếp tử, thì nó bắt được cảnh pháp luôn. Thì như vậy ba cái quan sát này biết được cả sáu cảnh. Kháng nghi môn bắt được sáu cảnh, nên cũng vì nếu bắt được cảnh. Thì như vậy tám tâm vô nhân là ba ý giới. Ba ý giới thì bắt năm cảnh nó tùy theo. Ba ý giới là hai tiếp thâu, một kháng ngũ môn, thì nó bắt cảnh tùy theo. Có lúc bắt cảnh sắc, có lúc nó bắt cảnh thinh, có lúc nó bắt cảnh vị,
nó tùy theo đối tượng nó đến là nó bắt. Thì như vậy ba ý giới này nó bắt tùy theo cảnh. Cái gì nắm được không? Alo. Được không? Được không? Là ba giới chẳng hạn như là khác ngũ môn này. À, thì khác ngũ môn thì cảnh cảnh sắc nó sẽ lên. À, thì khác ngũ môn nó sẽ lên để nó hướng về cái đối tượng cảnh sắc. Còn nếu không phải là cảnh sắc là cảnh thinh, là âm thanh thì khác ngũ môn nó cũng sanh lên, nó hướng về cảnh thinh. Thì nó tùy theo cảnh. À, ba giới nó bắt tùy theo. Tức là nó có khả năng nó bắt được cả năm cảnh. Tức là hệ cảnh sắc sanh nó cũng bắt, cảnh thinh nó cũng bắt, cảnh khí nó cũng bắt, cảnh vị nó cũng bắt, cảnh xúc nó cũng bắt, năm cảnh luôn, nhưng mà không có bắt, nó bắt tùy theo, có lúc lúc cảnh nào lên thì nó bắt cảnh đó thôi. Thì như vậy đó là cho nên nó gọi là bất định, nó không có nhất định là cái đó. Còn ba cái năm quan sát thì bắt được cả sáu cảnh, thì nó vừa quan sát cảnh sắc, quan sát cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, rồi quan sát luôn cả cảnh pháp luôn. Thì như vậy nó làm được ba cái phần là bắt được cả sáu cảnh. À, cái nghi môn cũng vậy, bắt được cả cảnh cảnh sắc thinh khí vị xúc, rồi bắt luôn cảnh pháp luôn, từng cúng vị tiếu cũng vậy. Rồi hai tâm thông, hai cái tâm thông là bắt luôn được. Hai tâm thông là đương nhiên là thần thông á, bây giờ như mắt là thấy được cảnh sắc ở xa là bao nhiêu dặm, thần thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông nó là có thể bắt được cả sáu cảnh. Thần thông là bắt đường được cả sáu cảnh. Rồi ôn lại bài học từ rồi là ok không, quý vị nắm được hết rồi chưa? Tổng cộng mình có 48 tâm ha, em được rồi. Giờ post lại nguyên cái đó đi quý vị, post lại nguyên cái bài kỳ trước để nắm lại với cái phần đó, phần từ 1 tới 7 tới 1 tới 7 đó. Em muốn là chết vì Đức nó rõ mà. Em muốn thì sẽ đăng. Hai bốn tao là sẽ bất định, đúng rồi, bất cảnh bất định. 24 tâm dục giới thì nó bắt luôn cả cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị xúc, rồi bắt luôn cả cảnh pháp luôn. Đó, biết nhất định luôn, biết bất định luôn, rồi nó bắt luôn cả cảnh sáu cảnh luôn. À, thì như vậy là 24 tâm dục giới là nó biết cả sáu cảnh luôn ha. Rồi, xong cái bài bữa được rồi ha, mà được rồi ôn lại lần nữa là quý vị cũng tương đối là xin được quên hiểu không. Alo, xin tay nắm được không? Xin tầng đạo đó rồi, im ru và đâu rồi. Ok không? Nắm được không? Rồi. Qua nha, giờ qua 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 tiếp nha. Rồi. Rồi số 6 là bữa 1 tới 5 ha. Giờ số 6. Và cảnh ngủ. Đó, cảnh ngủ. Pancaramana. Pancaramana, cảnh ngủ. Ngủ bánh giá ra mà rồi sử dụng cảnh ngủ là năm cảnh trên gom lại. Cảnh ngủ là năm cảnh trên gom lại. Cảnh ngủ là năm cảnh trên gom lại để nói à, chứ thực sự không có cảnh ngủ ha. Cảnh ngủ là năm trên gom lại để nói ha. Rồi sử dụng biết nhất định rồi biết cảnh nhất định. Hãy ghi là gì? Ghi là biết cảnh nhất định phải không? Đúng rồi, biết cảnh nhất định có ba ý giới, có ba ý giới mở ngoặc, một kháng ngũ môn cộng hai tâm tiếp tục
Rồi bây giờ một đại giới là một kháng ngũ môn, tức là tâm kháng ngũ môn là tâm biết được cả năm cảnh đối kháng với năm môn, kêu là kháng ngũ môn, tức là nó biết cảnh sắc nó cũng biết nè, cảnh thinh nó cũng biết, cảnh khí nó cũng biết, cảnh vị nó cũng biết, cảnh xúc nó cũng biết. Vì vậy đối với cái cảnh ngũ thì kháng ngũ môn là tâm biết được một cách nhất định. À, tức là nó chắc chắn nhất định là nó biết được năm cảnh này, bất kỳ cảnh năm cảnh này, cảnh nào sẽ lên trước sẽ lên sau rồi đó là nó biết hết. Thì như vậy tâm kháng ngũ môn biết được cả năm cảnh, nhưng mà phải nên nhớ là không phải nó biết lượng năm cảnh nha, cái này sanh lên nó biết nào nào có trước, nó biết nào sau, nó biết sau theo cái tuần tự, chứ không phải là nó biết lượng. Chẳng hạn như cảnh sắc tới thì cái tâm kháng ngũ môn này nó biết, à, nó biết cảnh sắc tới, cảnh thinh tới nó biết, cảnh khí tới nó biết, cảnh vị tới nó biết, cảnh xúc tới nó biết. Thì như vậy được gọi là tâm kháng ngũ môn. À, tâm này giống như là bất kỳ một cảnh nào vô, nó nhiệm vụ nó lên để nó mở cửa cho cái năm cảnh này đi vô đó, thì được gọi là kháng ngũ môn. Được chưa? Kháng ngũ môn nắm được chưa? Rồi. Hello. Rồi, sẽ nhung lại hầu như cái quên rồi. Được không? Rồi, tới hai tâm tiếp thâu. Hai tâm tiếp thâu này. Tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tiếp thọ xả quả thiện vô nhân. Và hai tâm tiếp thâu này cũng biết được năm cảnh này luôn. Tức là bất kỳ một cảnh nào sanh lên, tâm tiếp thâu này cũng có nhiệm vụ là thâu nhận cảnh đó vô. Dù là cảnh sắc, hay là cảnh thinh, hay là cảnh khí, hay là cảnh vị, hay là cảnh xúc, hai tâm tiếp thâu này cũng nhất định là biết được cả năm cảnh này. À, cho nên bắt cảnh hay là biết cảnh nhất định thì chúng ta có ba cái loại tâm này, tức là một kháng ngũ môn và hai tâm tiếp thâu, nhất định là biết được cảnh ngũ, tức là năm cảnh này. À, bắt được năm cảnh này thì như vậy được gọi là biết, hay là bắt cảnh hay là biết cảnh nhất định. Được chưa? Tức là ba cái loại tâm này nè, nó chỉ biết được năm cảnh này thôi, ngoài ra nó không biết cảnh nào khác hết. Nó chỉ biết được bắt được là mình cảnh trần thôi, năm cảnh trần thôi, cảnh sắc, cảnh thinh, khí vị xúc, là ba cái tâm này nó biết được là năm cảnh trần này. Rồi, đó là biết cảnh nhất định. Rồi, được không? Rồi, biết không nhất định, biết cảnh không nhất định. Có 43 tâm. Mở ngoặc 44, 41 tâm dục giới từ ngũ song thức. Và 3 ý giới. Cộng hai tâm thông, biết cảnh không nhất định là 43 tâm. 43 tâm mở ngoặc, 41 tâm dục giới trừ ngũ song thức và ba ý giới đóng ngoặc, cộng hai tâm thông. Rồi, đó là biết cảnh không nhất định, là nó biết không nhất định. À, nó không chỉ là biết năm cảnh đó, nó còn biết luôn cả cảnh pháp nữa. À, thì như vậy là biết không nhất định thì còn có 43 tâm. Thì trong 43 tâm này là có 41 tâm dục giới trừ ngũ song thức. Ngũ song thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ha. Trừ ngũ song thức là một cặp đó, trừ thành năm cái thành là 10, trừ 10. À, và ba ý giới nãy là mình gọi đó là tôi biết cảnh nhất định thì phải trừ ra. Ba ý giới là kháng ngũ môn, hai tiếp thâu. Thì tâm dục giới á, thì có 54 tâm, à, mà giờ 41 trừ đi ngũ song thức là 10 với 3 là 13, 13 trừ cho 54 còn là 41, đúng chưa?
là 44 tâm, 41 tâm dục giới không nhất định cộng hai tâm thông. À, thì 41 tâm dục giới này biết cảnh ngũ này, nó biết cảnh sắc, cũng biết cảnh thinh, cũng cảnh khí, cũng biết cảnh vị, cũng biết cảnh xúc, cũng biết, nó biết cả năm cảnh này, và ngoài ra nó còn biết luôn cả cảnh pháp luôn. À, nó biết luôn cả những cái cảnh mà ngoài ra năm cảnh này thì được gọi là không nhất định, tức là bởi vì nó biết ngủ mà nó biết luôn cả cảnh pháp nữa. Nắm được không quý vị? Nắm được không? Cũng giống như cái nãy mình học ở trên vậy đó, cũng giống như cái, trên cảnh ngũ trên vậy đó. Thì 41 tâm dục giới nó cũng biết cảnh cảnh ngũ, cảnh sắc, cảnh thinh, khí, vị, cảnh xúc, rồi nó biết luôn cảnh tục đế, nó cũng biết nó biết luôn những cái cảnh thuộc về trong trong nội phần mình, nó cũng biết được luôn. Thì như vậy nó biết luôn cả cảnh pháp. Như vậy nó biết cảnh tục đế, cảnh pháp, rồi nó biết được cảnh ngũ, sắc, thinh, khí, vị, xúc, nó biết được luôn. Cho nên 41 tâm dục giới này biết luôn cả sáu cảnh, và hai tâm thông thì cũng vậy, hai tâm thông thì biết được là cảnh sắc, cảnh thinh, vị, vị, xúc, cảnh pháp, thông là nó biết, biết nửa thứ thiên nhãn thông là biết về cảnh sắc mà thuộc về sắc tế, sắc xa thì xa nó vẫn biết được, thiên nhĩ thông âm thanh thiệt xa cũng biết được, tha tâm thông là biết được tâm ta là cảnh pháp luôn. Thần túc thông, đủ thứ vậy thông, thì những cái thông chính nào liên quan đến cái vấn đề mà biết cảnh ngũ rồi đó, nó ngoài ra cái cảnh ngũ luôn, thì nó biết, biết ngoài ra luôn. Thì như vậy được gọi là biết không nhất định. Cảnh ngũ là gồm có nhất định, làm lại nè, nhất định là có ba ý giới, một kháng ngũ môn cộng hai tiếp thâu. Tâm kháng ngũ môn và hai tâm tiếp thâu này chỉ biết cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc nhất định, tức là nó chỉ biết được năm cảnh đó thôi, ngoài ra nó không biết được, đúng chưa? Hello, được không? Hiểu không? Dễ ủi cái gì đó. Rồi biết được nhất định là có ba tâm đó, là chắc chắn. Bởi vì khi mà cảnh sắc nó đến thì cái ý kháng ngũ môn nó cũng biết, tiếp thâu nó cũng biết, cảnh thinh đến kháng ngũ môn cũng biết, tiếp thâu cũng biết. Thì như vậy ba ý giới là một kháng ngũ môn, hai tiếp thâu này nó biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc một cách nhất định. Nhất định là chắc chắn là nó biết được ha. Rồi không nhất định tức là 43 tâm. Thứ nhất là 41 tâm dục giới, tức là 41 tâm dục giới là những cái tâm nào thuộc dục giới trừ ngũ sanh thức ba ý giới ra, thì nó biết luôn cả năm cảnh này và cảnh pháp luôn, nó biết luôn cả sáu cảnh. Còn hai tâm thông thì mình khỏi nói, là chắc chắn là biết ha. Biết luôn cả sáu cảnh luôn, ngoài năm cảnh này ra, ngoài cảnh ngũ ra, nó biết luôn cả cảnh pháp, cảnh chân đế, cảnh gì đó nó biết hết rồi ha. Thì như vậy đó là hai tâm thông. Thì tổng cộng biết được cảnh ngũ là gồm có 46 tâm, ba ý giới và 43 tâm. Ba ý giới là nhất định, 43 tâm không nhất định, là 46 tâm biết cảnh ngũ. Rồi viết lại đi, cho lại chương trình, cho bài lên lại cho chính xác lại ha, để quý vị coi lại. Rồi, đúng rồi đó. Rồi, hiểu hết không? Hiểu hết rồi, quý vị cho biết đi, mọi người cho cái bông này đi. Đúng rồi, 46 tâm.
ba nhất định và ba đúng ba. Ủa, Châu Nguyễn thì thiếu đó rồi, thiếu rồi đó. Thì cái tổng tổng luôn, tổng là 46 tâm. Được chưa, alo, nắm được hết chưa, alo. Thì biết cảnh nhất định nè, có ba thế giới, tức là kháng ngũ môn hay tiếp thâu. Biết cảnh không nhất định là 43, là 41 tầng giới trừ ngũ trong thức và ba thế giới cộng 2 tâm thâu ha, là 43. Thì giờ tổng kết tâm thì mình ghi tổng kết 2 chấm, có 46 như Kim Dung ghi nè, 46 nè. Ghi tổng kết có 46 vậy cho gọn ha, dễ hiểu. Ghi mình có cái logic đàng hoàng thích hợp để làm sơ đồ nó dễ, làm sơ đồ làm thành sách nó dễ. Được chưa, bây giờ nắm được hết chưa, là sao, là sao thì là ba giới với 43 là ghi xuống dưới, ghi tổng 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 kết á, tổng kết tâm á, tổng kết tâm biết cảnh ngũ á nè, cảnh ngũ có 46 tâm, ba như là thì tổng kết là có 46 tâm thì thôi, chứ có gì đâu. Được chưa, xin Quỳnh hiểu không? Alo. Rồi đúng rồi, ok. Rồi mình ghi lại ba cái đó cho nó vô một chỗ, gom lại một chỗ cho nó dễ thấy ha. Đi đâu gián đất thì cảnh ngủ nè, thì hồi nãy mình học là nhất định là có 3, bất định thì có 43, thì hai cái cộng lại là 46 chứ gián đất. Thì toán toán cộng em bé, 1 cộng 1 bằng 2 chứ gì đâu. Được chưa, hỏi ra rồi ông mày nhận mình lên. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Châu Nguyễn đồng với Nhật Quỳnh đó. Nãy Quỳnh nói tâm tâm nhất định thì có 3, rồi tâm không nhất định thì có 43. Và thì biết chia ra vậy, bây giờ tổng kết lại có 46 tâm. Thì không hiểu nha, không hiểu chỗ này. Ví dụ như cái cảnh ngũ thì nó có 3 ý giới, thì trong ba giới ta biết rồi, nhưng mà tới khi cảnh không nhất định thì có 43, rồi giờ cộng lại thành 46, không hiểu chỗ này Quynh ơi. Dạ có sao nói vậy à, kính mời Quynh giảng lại thêm chút nữa, cái đầu này nó hơi ngu rồi Quynh ơi. Ok, xà thứ rồi, giờ hiểu chưa? Tức là giờ cảnh ngủ có 3 tâm biết nhất định, là 3 thế giới, rồi cũng cảnh ngủ có 3, có 46, 43 tâm biết không nhất định, là 43. Thì giờ tổng kết tất cả tâm biết được cảnh ngủ là 43 cộng 3 là 46, và biết cảnh ngủ nhất định và không nhất định. Gì đây, 46 tâm không biết thành nhất định, đúng rồi. 43 tâm là biết cảnh không nhất định, 43 tâm biết cảnh nhất định, thì như vậy là
tổng kết là có 46 tâm. Mình nghe mình dễ hiểu, chứ bây giờ mình ghi tùm lum nó còn rối thêm. Đó là tâm hay là cảnh ngủ nè, là có bốn, có ba tâm ý giới biết cảnh nhất định không, rồi 43 tâm biết cảnh không nhất định, thì mình gom hai cái đó gom lại dưới mình đề tổng kết là có 46 tâm vậy thôi, cái gọn lại cái dễ hiểu liền. 43 cộng 3 46 thì đúng rồi, có gì đâu nó thắc mắc cái trời. Được chưa, nắm được chưa? Hay là 43 cộng 3 thành 41. 43 cộng 3 41. Ops, gì vậy? Nam mô Bích Tha, dạ kính mời Quỳnh Kinh cầm mịch trở lại ạ. Dạ. Bây giờ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Quỳnh Kinh giao tác cái đùng rồi. Dạ, Quỳnh thấy Quỳnh trở vào rồi. Quỳnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính mời Quỳnh ạ. Alo, 1, 2, 3, alo. Nghe rõ không? À, tự nhiên cái tin tức về corona nó nhảy vô đá bùng. Rồi giờ là xong cái bài về bài số 6 không, bài số 6 xong không, giờ học thêm bài nữa là dứt cái phần A từ 1 tới 7. À, số 7 là cảnh pháp. Samaramana, cảnh pháp. Số 7, cảnh pháp. À, đúng rồi, cảnh pháp. Đúng dòng ha. Cảnh mà ngoài cảnh ngũ ra thì được gọi là cảnh pháp. Cảnh mà ngoài cảnh ngũ ra thì được gọi là cảnh pháp. Câu hỏi nè, ok, rồi, mời xin bắt đầu. Đúng rồi, không à, khi mình thắc mắc gì mình hỏi liền nha, để qua cái không biết đường đâu đỡ. Rồi mời xin phép ta. Nam mô Bích Tha, giá dạ mời chị Metta cầm mic ạ. Alo, chị Metta nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Chắc cái bên máy chị nó có vấn đề rồi. Chị có thể chạy. Mời đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chắc lẽ đường nét chị Metta nó có vấn đề rồi. Chị đưa tay mà chị nói là chưa có. Dạ, rồi cảm ơn chị Metta. Giờ mời chị cầm mic trở lại nha.
xin mấy ta bị kẹt thì này, bị kẹt rồi. Hello quý vị nghe không? Kẹt rồi, thằng gậy mình chờ chút xíu để cho xin mấy ta ra vô thì trong khi đó mình viết bài tiếp đi. À, viết bài tiếp ha. Bài tiếp đi, để tranh thủ thời gian. Rồi, cảnh pháp thăm Ramana. Nãy ghi gì rồi, post lại coi. Cảnh pháp thăm Ramana. Cảnh mà ngoài cảnh ngủ ra. Ngủ ra chứ phải ta, ghi gì chứ ta ra. Cảnh mà ngoài cảnh ngủ ra thì được gọi là cảnh pháp, đúng không? Tức là cảnh mà ngoài cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nãy mình mới học đó, ngoài cảnh ra thì được gọi là cảnh pháp. Tất cả những cái gì ngoài nó ra là gọi là cảnh pháp. Thì xuống dòng mình ghi là có sáu, có sáu hai chấm. Một, năm sắc thần kinh. Hai, 16 sắc tế. Hai là 16 sắc tế. Bữa học rồi ha, bữa học cái gì thầy dở là cái bài đó ghi lại. Hay là muốn ghi ra luôn? Muốn ghi luôn hay là ghi luôn đi ha. Mở 16 sắc tế, mở ngoặc. Nước. Ghi luôn đi. Nước. Hai sắc tính. Nước cộng hai sắc tính cộng sắc y vật, cộng sắc mạng quyền, cộng sắc vật thực, cộng sắc hay không, cộng hai biểu tri, cộng ba sắc đặc biệt, cộng bốn sắc tứ tướng bằng 16. Nước cộng hai sắc tính cộng sắc di vật cộng sắc mạng quyền cộng sắc vật thực, được chưa, ghi kịp chưa? Cộng sắc cộng sắc hư không, cộng hai biểu tri, cộng hai sắc biểu tri, cộng hai sắc biểu tri, cộng ba sắc đặc biệt, ba sắc đặc biệt, hai sắc biểu tri, ba sắc đặc biệt, cộng bốn sắc tứ tướng, cộng bốn sắc tứ tướng đúng không? Rồi như vậy là 16 đó. Hai nước là hai sắc tính là ba, sắc y vật là bốn, sắc mạng quyền là năm, sắc vật thực là sáu, sắc hư không là bảy, hai sắc biểu tri là chín, ba sắc đặc biệt là 12, bốn sắc tứ tướng là 16. Thì như vậy có là 16 sắc tế. Thì sắc pháp chúng ta có 28 mà có 16 sắc tế, trừ 16 ra còn 12, kêu là 12 sắc thô. À, mới có gì ha. Rồi, xin mừng xin meta vô rồi phải không? Chúng ta vô rồi, lên cầm mic thử nha, lên cầm mic lại thử được không nha. Rồi, xin mời xin meta lặp lại coi. Rồi, xin meta lên lên hỏi lại câu hỏi nãy muốn hỏi gì đó, rồi mời xin meta. Dạ, con xin thông cảm nãy giờ chạy ra chạy vô là mất thì giờ quá. Nhưng mà giờ cái câu hỏi của con là hồi nãy thầy nói là chỗ mà cảnh ngũ có 46 tâm đó, thì có phải là về cái tâm dục giới đó, thì nó có 54 tâm mà trừ ra 8 cái tâm duy tác thành ra còn lại 46, phải vậy không? Con chỉ thắc mắc chỗ đó thôi, không biết phải đúng vậy không, xin thầy trả lời cho con. Hello. Tâm 43 tâm không nhất định á, biết không nhất định là 41 tâm dục giới, 41 tâm dục giới trừ ngũ song thức và ba ý giới, à, cộng hai tâm thông là 43.
thì cộng lại ba giới nữa thành ra 46 tâm à, chứ đâu có di tác gì tới gì đây. 41 tâm dục giới là có gồm luôn cả trong tâm thiện, tâm quả thiện, tâm di tác nằm đó luôn hết rồi à, thì 41 tâm dục giới nó chỉ trừ ngũ song thức và ba giới ra thì nó còn lại là 41 cộng hai tâm thông là 43 tâm không nhất định, cộng với ba giới là 46 tâm biết cảnh ngũ nhất định và không nhất định. Được chưa? Khi người ta nắm được chưa? Hello. Chúng ta đã mất tiêu rồi. Được rồi ha, tức là 41 tâm còn 43 tâm cộng với 3 tâm kia là 46 tâm. Thì 43 tâm là trừ cái ngũ song thức và ba ý giới ra, ngũ song thức là mắt tai mũi lưỡi thân là ngũ song thức. Và ba ý giới ha, trừ ra 54 tâm dục giới trừ rồi trừ 13 ra còn 41 tâm dục giới đó. À, cộng 2 tâm thông nữa là 43. À, với lại cộng cái ba ý giới là 46 tâm, tổng cộng là 46 tâm biết cảnh ngũ nhất định và không nhất định. À, là như vậy ha, rồi được ha, có gì coi lại một xíu là sẽ hiểu. Rồi tới đâu rồi, sắc tế lớn ha, 16 sắc tế rồi xuống dòng rồi, số 1, số 2, số 3 là tâm, 3 là tâm tức là thuộc về cảnh pháp nha, số 3 là tâm. Bốn tâm sở, năm niết bàn, sáu là chế định hay là tục đế, chế định tục đế, rồi như vậy cảnh pháp là chúng ta có sáu loại. À, một là năm sắc thần kinh và thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Năm cái sắc thần kinh này nó như chiếu nó làm ra đó. À, thì được về cảnh pháp rồi. 16 sắc tế gồm có những sắc tế như vậy ha, rồi tâm sở, niết bàn và chế định. Thì những pháp này là những pháp ngoài cảnh ngũ ra, là cảnh ngũ là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, vị xúc là ở ngoài, còn cái này là ở trong nội phận mình. À, thì được gọi là cảnh pháp. À, gồm có những cảnh như vậy rồi, ok ha. À, xuống dòng biết cảnh nhất định, tức là biết cảnh pháp là nhất định đó, biết cảnh nhất định hai chấm có 67 tâm thiền, biết cảnh nhất định hai chấm có 67 tâm thiền, mở ngoặc 27 tâm đáo đại cộng 40 tâm siêu thế, đóng ngoặc. Biết nhất định có 67 tâm thiền, mở ngoặc 27 tâm đáo đại cộng 40 tâm siêu thế. Biết cảnh nhất định 67 tâm thiền, hai mẹ là đúng rồi đó. Tức là 67 tâm thiền này nó biết cảnh pháp nhất định. À, tức là nó biết một cách nhất định, không thể là bất định được, mà nó phải biết nhất định. Rồi bây giờ mình đi xuống mình phân ra ha. À, bây giờ 27 tâm đáo đại nè thì gồm có 15 tâm sắc giới, đúng chưa? Rồi xuống dòng 15 tâm sắc giới, ghi tâm đáo đại nè, ghi tâm đáo đại đi, tâm đáo đại hai chấm tâm sắc giới, bắt cảnh chế định 27 tâm lại 15 tâm sắc giới, bắt cảnh chế định. Hai mươi bảy tâm đại xuống dòng ha, 15 tâm sắc giới bắt cảnh chế định. Thì 15 tâm sắc giới này
Đó là những cái tâm thiền, nó lấy đề mục đất nước lửa gió xanh vàng trắng đỏ ánh sáng hay không, lấy những cái đề mục một chế định để mà luyện tu tập. Khi đắc thiền thì những cái cảnh mà đúng sắc giới này phải là cảnh chế định, chắc chắn là nó bắt lấy cảnh chế định. Thì như vậy 15 sắc giới này bắt cảnh chế định một cách chắc chắn, một cách nhất định, là ngoài ra không thể bắt cảnh khác được. Thì như vậy muốn đắc được cái thiền, những người mà đắc thiền tâm sắc giới này thì cái tâm nó có đối tượng là chế định pháp. Vậy nắm được chưa? Ví dụ lấy được một đất mình niệm đất, đất nó phát sanh cái tạo tướng trong đầu mình, nó hiện là cái vòng tròn trong đầu mình, đó là cũng là giả định thôi, nó không phải thật. Rồi nó thành quan tướng, là từ đó mình đắc được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì đó là cảnh, nó là cảnh chế định hết, cảnh tục đế hết. Thì như vậy 15 tâm sắc giới này biết bắt được cảnh chế định một cách nhất định. Biết cảnh nhất định là thì như vậy là 15 tâm sắc giới nằm trong 27 tâm đó đại ha. Từ 15 tâm sắc giới bắt cảnh chế định là thuộc về bên nhóm nhất định ha, biết cảnh nhất định ha. Nắm được chưa? Alo. Rồi, một người Sĩ Thần Nhung nắm được ha. Rồi. Sĩ Meta, Sĩ Đạo, ok. Nguyên Trang, ok. Anh Đạo, ok. Xin Điều Quỳnh biết chưa? Xin Meta nắm được. Cái này bởi vì cái này học căn bản là lúc đầu, lúc mình học về tâm táo đại thì là mình phải biết. Nắm được không? Thì đó rồi, bây giờ 15 năm sắc giới là bắt được cảnh nhất định. Bắt được cảnh chế định ha, một cách nhất định ha. Rồi bây giờ tiếp theo mới 15 ha, mà giờ nó tới 27 là 27 tâm đó lại là rồi, 3 không vô biên xứ cộng 3 vô sở hữu xứ. 3 không vô biên xứ cộng 3 vô sở hữu xứ bắt cảnh chế định. 3 không vô biên xứ, 3 vô sở hữu xứ cũng bắt cảnh chế định. Rồi ba cái tâm không vô biên xứ nè, là không vô biên tâm thiện, không vô biên xứ tâm quả, không vô biên xứ tâm di đắc, không vô biên xứ. Thì cái tâm này là tâm thiền của người đắc thiền vô sắc đầu tiên, tâm không vô biên xứ. Thì ba cái không vô biên xứ này lấy đối tượng là cảnh chế định của sắc pháp, của bên sắc giới, lấy quan tướng để mà tu luyện để đắc được cậu, tưởng tượng ta suy diễn tưởng tượng ra là không vô biên vô cùng tận. Thì như vậy cảnh nó bắt được cảnh đó cũng là cảnh chế định. Cái gì lắm được không? Rồi ba vô sở hữu xứ cũng bắt cảnh chế định luôn. Tức là ba cái không vô biên xứ là bắt cái cảnh của cái ngũ thiền bên sắc pháp á, ấy là bên sắc giới đó, là bắt lấy cái cảnh mà chế định của cái sắc giới để mà tu về cái không bên cái vô sắc, tức là đắc thì không vô biên xứ, tức là lấy cảnh bên sắc giới ra tu, là cảnh nó thuộc về cảnh chế định. Nãy mình lấy 15 sắc giới là bắt cảnh chế định luôn á, thì ba không vô biên xứ này nó bắt cái cảnh đó rồi nó mới suy diễn qua ba cái không vô biên xứ này, suy diễn qua thiền không vô biên xứ để mà đắc được cái thiền đầu tiên của cái vô sắc là ba không vô biên xứ. Chẳng hạn như giờ mình lấy cái thiền của bên sắc giới là không, là cái quan tướng thì ánh sáng tròn sáng, thì mình lấy cái ánh sáng đó mình niệm là không vô biên vô cùng tận, không vô biên xứ vô cùng tận, hư không vô cùng tận, mình niệm cái hư không mà từ từ tràn lan cái ánh sáng tràn lan vô biên, thì khi đi xong đắc được cái vô cái không vô biên xứ. Thì cái đối tượng của cái tâm không vô biên xứ này nè, nó là thuộc về cảnh chế định, nó không có thật, nó không phải là chân đế, nó chỉ là cảnh mà mình do mình suy nghĩ như là mình diễn suy diễn để mình nương tập để đắc được không vô biên xứ. Rồi cái ba vô sở hữu xứ cũng vậy, bắt lấy
nhị thiền bắt lấy thức của viên xứ rồi niệm là không có chi là mình do cái suy diễn mình niệm vậy đó, thì nó ra được cái đắc được cái sơ thiền, đắc được cái vô sở hữu xứ, bắt được cảnh đó cũng là cảnh giới định luôn. Thì ba không vô viên xứ, ba vô sở hữu xứ bắt cảnh chế định một cách nhất định. Nắm được chưa? Alo. Nắm được ha? Tức là nó chỉ là do suy diễn mà để mà tu tập không? Nó không có thật. Pháp này cái đối tượng nó không có thật. Thật ra cho nên là ba cái không vô biên xứ, ba cái vô sở hữu xứ bắt cảnh giới định. Cho nên biết là biết một cách nhất định là phải đối tượng phải như vậy mới đắc được cái thiền đó. Thì những người mà đắc được cái thiền đó thì bắt được cảnh chế định. Rồi. Qua được ha? Qua được chưa? Ba thức vô biên xứ. Ba thức vô biên xứ cộng ba phi tưởng phi tưởng xứ bắt cảnh chân đế. Cái này qua cái này ha. Ba thức vô biên xứ, ba phi tưởng phi vi tưởng xứ bắt cảnh chân đế, mở ngoặc tâm tâm sở đóng ngoặc. Ba thức vô biên xứ cộng ba phi tưởng phi tưởng xứ bắt cảnh chân đế, mở ngoặc tâm tâm sở đóng ngoặc. Thì mình nãy mình nói là cảnh pháp nó có tâm tâm sở là thuộc về chân đế, nhưng mình học về chân đế là có tâm tâm sở ha. Thì ba thức vô biên xứ, ba phi tưởng vô tưởng xứ bắt cảnh chân đế, tức là bắt cảnh tâm và tâm sở. Thì bắt cảnh tâm tâm sở là cảnh sao? Thì ba cái thức vô biên xứ nè, bây giờ mình đọc lại tứ thiền của bốn cái thiền của vô sắc nè. Không vô biên xứ thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, đúng chưa? Là có bốn cái tầng thiền đó không? Đó chưa? Rồi ba cái thức vô biên xứ là nó sao cái không vô biên xứ? Nhiều quý vị ghi ra thiền vô sắc này, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Ghi ra để thấy chứ thôi nói không hiểu đâu. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Đó, ghi bốn cái ra lại cho nó rõ ràng ha, rồi mình mới thấy được vấn đề được. Ba không vô biên xứ là ba thức vô biên xứ nha, chứ không phải vô sở hữu trước nha. Châu Nguyễn ghi thật đó, ba không vô biên xứ, ba thức vô biên xứ, rồi mới ba vô sở hữu xứ, rồi mới ba phi tưởng phi vi tưởng xứ. Chưa là chưa? Không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu tử. Chứ Nhật Quỳnh gì đây? Ba tâm không vô biên xứ. Rồi, cái mình ghê đúng rồi đó. Rồi, bây giờ cái thứ hai mình mới vừa học á, cái thứ hai là ba cái gì? Ba cái thức vô biên xứ và ba cái phi tưởng phi phi tưởng xứ bắt cảnh chân đế. Đúng chưa? Ba cái thức vô biên xứ là cái thứ nhì đúng không? Cái gì? Tâm thiền thứ nhì, thức vô biên xứ. Đúng chưa? Tâm thiền thứ nhì.
Tại sao nó được, nó bắt được cảnh chân đế? Bởi vì tâm thức vô biên xứ này nó bắt lấy cái tâm không vô biên xứ làm đối tượng. Mà cái tâm không vô biên xứ là thuộc về chân đế. À, tâm không vô biên xứ là tâm và tâm sở đồng sanh chung ha. Thì mình nói tâm là mình hiểu ra. Tâm không vô biên xứ làm đối tượng cho thức vô biên xứ. Thế giờ như mình muốn chứng đắc thức vô biên xứ, mình phải bắt cái tâm, bắt vào cái trạng thái tâm của không vô biên xứ làm đối tượng để luyện qua thức vô biên xứ. Thì như vậy thức vô biên xứ có đối tượng là tâm không vô biên xứ, như vậy là đối tượng nó thuộc về chân đế. Nắm được chưa? Thức vô biên xứ bắt lấy không vô biên xứ làm đối tượng, bắt lấy cái tâm không vô biên xứ làm đối tượng, thì như vậy thức vô biên xứ có đối tượng là thuộc về chân đế, là thuộc về tâm. Nắm được chưa? Ủa, chưa. Nhiều người mà muốn đắc được cái thiền thức vô biên xứ rồi đó, thì trước tiên là phải đắc cái không vô biên xứ trước, ha, à, được chưa? Thì khi đắc không vô biên xứ xong á, muốn luyện lên cái thức vô biên xứ rồi đó, người ta mới luyện cái lấy cái tâm mà đắc được không vô biên xứ là, à, ta niệm, à, không vô biên xứ ta niệm do cái tâm, lấy cái tâm này đó, lấy cái tâm, cái thức này, cái thức của cái không vô biên xứ này là vô cùng tận, tâm niệm là thức vô biên xứ, thức vô biên xứ, tức là ta bắt cái đối tượng là tâm không vô biên xứ. Thì như vậy khi bắt cái đối tượng không vô biên xứ đó, để mà tu thành tựu được cái thiền thứ nhì của vô sắc là thức vô biên xứ, à, thì khi thành tựu được thiền vô biên xứ rồi đó, thức vô biên xứ này thì đối tượng của nó là tâm không vô biên xứ thuộc về pháp chân đế, chứ nó không phải tục đế nữa. Thì như vậy 1 với 3 là chân tục đế, mà 2 với 4 là thuộc về chân đế. Gì vậy? Đừng có viết chung vô vậy chứ không nhờ lộn. Thức vô biên xứ bắt cái không vô biên xứ làm đối tượng, à, là thuộc về chân đế. Rồi phi tưởng xứ bắt cái vô sở hữu xứ, bắt cái tâm vô sở hữu xứ làm đối tượng, thì như vậy cũng là cảnh chân đế luôn. À, thì mình phải ghi là 3 thức vô biên xứ, à, bắt lấy không vô biên xứ, bắt lấy tâm không vô biên xứ làm đối tượng, phi tưởng xứ bắt lấy vô sở hữu xứ làm đối tượng, à, thì đó thuộc về pháp chân đế, đối tượng là chân đế. Nắm được chưa? Ghi lại được chưa? Chứ ghi dập vậy chặt lắc ai, ghi chung vậy dập không hiểu gì đâu, lộn ha. Ghi 3 thức vô biên xứ, 3 phi tưởng xứ, bắt cảnh đế ha, xuống dòng, 2 chấm xuống dòng, ghi là 3, ghi là thức vô biên xứ đi, ha, ghi thức vô biên xứ, bắt lấy tâm không vô biên xứ, bắt lấy tâm không vô biên xứ làm đối tượng. Rồi, chào Nguyên Trang lên ha, à, mời Nguyên Trang. Nam mô Bích Thay Giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, kính đảnh lễ Ngài Chí Thức, kính chào Thầy Kinh và kính chào Đạo Tràng. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho con biết được tín hiệu. Dạ, à, cho con hỏi là trong cái mà, à, cái về mà, à, thiền, à, vô sắc giới này đó, à, à, chú, thì nó là chú nói là 3 cái là, à, không vô biên xứ, 3 cái thức vô biên xứ, 3 cái vô sở hữu xứ và 3 cái phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì khi mà cái mà mình nói á, nãy chú nói là cái thức vô biên với cái phi tưởng, phi tưởng xứ, thì 2 cái đó là cái pháp, pháp chân đế. Tại vì khi mà cái thức á, nó phải bắt cái, cũng như là khi mà mình bắt cái thần thiền đầu tiên là không vô biên xứ thì mới là mới đến thần thiền thức vô biên xứ. Thì cái thần thiền thức tức là nó bắt, nó phải, nó phải, lấy cái tâm của không vô biên xứ. Thì cái tâm không vô biên xứ là khi cái tâm đó thì là tâm, chân đế, nên thành nó, nên nó bắt cái đối tượng là tâm, nên nó thành là, chân đế, đúng không thầy? Rồi ở dưới, dạ, rồi ở dưới phi tưởng xứ thì nó cũng phải là, bắt lấy cái mà
vô sở hữu xứ, thì cái tâm mà vô sở hữu xứ thì cái tâm đó cũng là chân đế, thì hai, nên cuối cùng là hai cái tâm mà cái tâm thứ hai, thứ tư thì là cái pháp chân đế. Còn hai cái tâm kia thì mình pháp bắt là tiện, tại vì cái pháp tục đế là cũng như mình phải suy tưởng ra để mình đắc cái tầng thiền đó, thì nên nó là tục đế, đúng không thầy? Nghe Nguyên Trang hiểu hả thầy? Dạ. Dạ nãy giờ rồi. Dạ con xin xuống mít, con cảm ơn ạ. Ơi, xa hữu đúng vậy, xa hữu. À, giờ mình nắm được ha, tức là tâm vô sở, tâm vô sắc thì nó có 4 tầng ha. 1 2 3 4 thì 1 với 3 là tục đế, 2 với 4 là thượng về chân đế, là đối tượng của 1 với 3 là tục đế, đối tượng của 2 với 4 là chân đế. À, thì giờ cái 2 với cái 4 này thì mình hiểu ra, cái 2 thì bắt lấy cái 1, bắt lấy tâm thứ nhất. Nói vậy dễ hiểu ha, cái 2 bắt lấy tâm nhất làm đối tượng thì nó thuộc về chân đế. Cái 4 nó bắt lấy cái tâm thứ ba làm đối tượng thì tâm là chân đế mà. À, tâm thì có tâm sở nó thuộc về pháp chân đế. À, thì như vậy nó bắt được cảnh chân đế thuộc về cảnh pháp. À, thì như vậy đó là ba, là mình hiểu một cách chính xác nó là như vậy ha. Được chưa? Dễ ha, dễ ủi hiện coi gì đây. Rồi, đúng rồi. Không nói. Ok. Được chưa? Còn chút xíu đó là xong rồi. Yeah. Thì mình cứ cho dễ, nó dễ à, mình nói dễ cái là nó dễ ội rồi, mình nói khó cái nó khó. Rồi, à, là xong cái cái như vậy. Rồi xong cái tâm vô sắc ra, xong cái 27 tâm đáo đại là như 15 sắc giới rồi 12 vô sắc là xong rồi ha. Rồi xong vậy hội rồi tới siêu thế, 40 tâm siêu thế nhất định, biết cảnh nhất định là có 40 tâm siêu thế nữa. 40 tâm siêu thế là bắt cảnh niết bàn làm đối tượng, 40 tâm siêu thế bắt cảnh niết bàn làm đối tượng. Rồi, đối sư thế chỉ như vậy thôi, sư thế có một đối tượng duy nhất là Nibbana, là sư thế. À, ngoài ra không có bắt cảnh nào khác hết, là 40 tâm sư thế là biết nhất định là Nibbana. Ok, cái này quá dễ, cái này dễ ủi luôn ha. Mình sẽ tu hoài cũng được. Đến sau. Rồi, giờ tới biết cảnh không nhất định. Nãy biết nhất định là có rồi không, là 67 tâm thiền không. Rồi, biết cảnh không nhất định. Có 43 tâm. Có 43 tâm. Mở ngoặc. Cải đó, xong rồi, gần hết rồi. Ta lấy này là xong rồi đó. Thì giờ đâu nhầm gì. Pháp mới quan trọng. 43 tâm, mở ngoặc. Không nhất định này là xong nha. Mở ngoặc. 41 tâm dục giới. Cũng giống vậy, giống như nãy, 41 tâm dục giới trừ ngũ sông thức và ba ý giới cộng hai tâm thông. À, thì cũng vậy thôi. Bốn ba tâm là 41 tâm dục giới trừ ngũ sông thức và ba ý giới cộng hai tâm thông là biết cảnh. Cảnh pháp là không nhất định, tại vì cái này nó biết cảnh ngũ nữa. Những cái tâm này nãy mình học rồi, nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và nó biết luôn cảnh pháp nữa. Nếu mà nói về cảnh pháp thì nó biết không nhất định, bởi vì nó biết cảnh ngũ. À, hai tâm thông thì biết luôn cả sáu cảnh luôn. À, thì như vậy không nhất định là có 43 tâm và 41 tâm dục giới, 41 tâm dục giới trừ ngũ sông thức thế giới cộng hai tâm thông. Đó, ghi ra chưa? Ghi ra là mới nói chuyện được. Biết cảnh không nhất định là, tức là biết cảnh pháp này nó không nhất định đó, là 41 giới trừ sông thức và bảy giới ra cộng hai tâm thông là 43. Đúng không? Là 43. Thì 41 tâm dục giới là nãy mình học rồi, nói phải biết hàng trên giống hình vậy thôi. Là nó biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc,
và nó biết luôn cảnh pháp. À, thì như vậy ở cảnh pháp này á, thì nó biết cảnh pháp và ngoài ra nó còn biết cảnh ngũ nữa, thành ra cho nên nó biết không nhất định là như vậy. À, nó không phải như những tâm thiền là phải nhất định là phải cảnh pháp, còn 41 tầng giới này là biết cảnh pháp và nó biết luôn cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, là biết ngoài này, ngoài cảnh pháp luôn, là biết cả sáu, là cho nên nó biết cảnh không nhất định. À, và hai tâm thông thì cũng vậy, hai tâm thông thì biết cả sáu cảnh luôn, thì như vậy là biết cảnh không nhất định. Nắm được chưa? Alo. Tổng cộng có 110 tâm. Tổng cộng có 110. Đúng không? Tổng cộng có 110. Hồi nãy là bao nhiêu với nhiêu cộng lại là 110. Nãy là 67. 67 cộng 43, 110. Đúng rồi. Tổng cộng có 110 biết cảnh pháp nhất định và không nhất định. Rồi. Học xong 6 cảnh rồi đó không? Là... mình học thông được từ 1 tới 7, tức là thông được cả 6 cảnh. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cái nào mà biết cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc không thôi á, thì là nhìn là biết cảnh nhất định. Rồi cái nào biết luôn vừa cảnh ngủ đó mà biết luôn cảnh pháp luôn thì kêu là biết bất định. À, thì như vậy chúng ta thấy có vấn đề để mình thấy rõ là hai cái cách để mình hiểu ha. Rồi, nhớ cái này là tổng cộng 110. Đúng rồi, xa thú, xa thú. Được chưa? Xong chưa? Rồi, như vậy là hôm nay mình học xong cái phần với nhóm A là từ 1 tới 7, có 7 loại nha. À, sắc, thinh, khí, vị, xúc là 5, cảnh ngũ là 6, cảnh pháp là 7, là học được 7 thứ. Xong cái phần nhóm A. À, hiểu hết không? Quý vị nắm được hết không? Nắm được hết không? Cho biết đi. Alo, alo. Ngồi suy nghiệm được 5 ngày 6 cảnh này là đắc đạo nào hay đó. Suy nghiệm sao đắc bò bay là đụng đầu lên nó nhà tỉnh nó hết hồn. Rồi sao thôi. Rồi lố giận xíu không? Rồi do phước báo mà chúng ta học bài hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng sanh nhân loại luôn được thoát qua cái tai nạn đại dịch này không, và nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bồ Tát, Nam mô Tam Bảo. Đúng rồi, nghe đi nghe lại đi cho tốt chứ, càng nghe càng thấm. Nghe mình hiểu, nghe sắp bằng ngồi đó, cái mình mở lên, cái mình nhắm mắt, mình liêm diêm, cái mình nghe, mình niệm nghe, lãng đắc rồi. Rồi, xin biết nhường lại cho MC. Dạ, sa thú, đanh thai, Như Quỳnh xin thay mặt đạo tràng, thành kính tri ân minh kinh rất là nhiều. Dạ, đã tận tâm chỉ dạy cho đạo tràng để học hiểu được chi diệu pháp, một môn rất là khó khăn, không có dễ yêu chút nào hết á. Cố học thôi. Nhà huynh cũng đã tận tình chỉ dạy. Dạ, một lần nữa Nhục huynh thay mặt đạo tràng kính cảm ơn huynh rất là nhiều. Dạ, có sao nói vậy đi, chứ không có dễ yêu được huynh ơi, cũng bể cái đầu luôn. Phải không quý vị? Không biết gì nào dễ với Nhật Quỳnh, thấy khó quá. Dạ, nó mong Bình Thai. Dạ, dạ thôi, bây giờ Quỳnh Kinh đã chúc phúc rồi. Dạ, dạ. Nhật Quỳnh xin hồi hướng sau khi thính pháp. Dạ, và sau đó cũng Nhật Quỳnh xin sám hối sau khi thính pháp, và sau đó thì cũng xin hồi hướng chư thiên. Tại vì con thấy có thượng tọa thanh tâm trong đạo tràng. Dạ, sư có trước máy không? Bạch sư có nghe được âm thanh con không? Dạ, con lâu lắm rồi con thấy sư mới qua bên này. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Bạch sư cho con xin một tín hiệu ạ. À, nãy con đảnh lễ sư mà bây giờ quên. Không được hả sư? Dạ, không sao. Dạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật nè. Sám hối ạ. À, tại vì mình học pháp thế nào mình cũng bị dễ vui.
nhất là Nhật Quỳnh nên xin sám hối trước khi hồi hướng ạ. Uất ta mang ghê na quanh đê hăng ba đa phạn sơ ruột ta mang buột thể giờ khá đi độ đô sơ buột thâu khả mặt tu tăng mà mang con lòng thật trần dễ chân Đức Phật là đặng chi tôn chi thánh các tội lỗi mà con đã vô ý đến Phật bảo cuối sinh Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất ta mang ghê na quanh đê hăng thẩm anh cho Đức Quý Thánh và răng mê dô khá li tô đậm mô khá mà tu tăng mà măng con đem kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp hành các con đã vô ý phạm cúi sinh pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất ta mang ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đưa vi thoát ta mang sẵn khê vô khá lý tổ đô sơ sẵn khô khả mặt tăng mà mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phẩm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi sinh tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta lik khe ta tha ga tang de wa ma nu su bu chi tang bu thang na ma sa na su wa thi ho tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta lik khe ta tha ga tang de wa ma nu su bu chi tang tham mang na ma sa na su wa thi ho tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta lik khe ta tha ga tang de và manu sư bù chỉ tăng sanh khăn là mà sa nó sư quan thì hô tu hạng khu ta nào là chữ thiên ngự trên